Kính chào các anh chị. Đây là những hình ảnh đại công viên 36 hectare tại dự án Vinhome Grand Park quận 9. Thì chúng ta thấy là lấy cảm hứng từ những bãi biển cát trắng với những rặng dừa lộng gió, thì chủ đề của công viên Grand Park quận 9 cũng giúp cho chúng ta một cái trải nghiệm cát trắng, biển xanh ngay giữa lòng thành phố. Tuy nhiên đây là một biển hồ nước ngọt, nhưng chúng ta thấy là sẽ có những rặng dừa, những bãi cát trắng. Và đây là vùng trung tâm của công viên, đó là khu vực công viên ánh sáng. Nếu các anh chị có theo dõi những hình ảnh thi công tại công trường của đại đô thị Vinhome Grand Park quận 9 thì chúng ta thấy là tiến độ ở đây rất nhanh. Hiện nay thì chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến là 15 tháng 9 sẽ khai trương đại công viên 36 hectare này. Tuy nhiên thì chúng ta cũng chờ xem liệu là có kịp khai trương với tiến độ như vậy. Những hình ảnh phía xa chúng ta thấy những tòa căn hộ, đó là phân khu đầu tiên Rainbow đã được mở bán xong trong tháng 8 vừa rồi. Chúng ta sẽ còn 3 phân khu căn hộ như vậy nằm tại dự án Vinhome Grand Park quận 9. Và đặc biệt thì chúng ta sẽ có dãy nhà phố Shophouse nằm tại vị trí đẹp nhất, liền kề công viên, và khu vực biệt thự sẽ nằm kề sông Đồng Nai. Các anh chị nhìn lại những hình ảnh của công viên 36 hectare của đại đô thị Grand Park quận 9. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi thì chúng ta sẽ được trải nghiệm những hình ảnh thực tế tại công viên này. Các anh chị quan tâm về dự án cũng như là các thông tin mở bán các căn hộ, biệt thự hay nhà phố, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua những số hotline trên màn hình hoặc truy cập vào trang web ở phía dưới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin trân trọng kính chào.